Những ngày qua, những thông tin liên quan tới Phi Nhung đang nhận được nhiều sự chú ý. Trên sóng livestream mới đây, doanh nhân Phương Hằng đã nhắc tên một nhân vật là Phi Phi cô nương, cũng như tiết lộ nhiều tình tiết của nhân vật này khiến nhiều người nghĩ rằng nhân vật này chính là Phi Nhung. Phi Nhung cũng đã có những chia sẻ liên quan tới câu chuyện này. Tối ngày 6 tháng 6, Phi Nhung còn đăng tải một đoạn clip dài nói về bà Phương Hằng với thái độ vui vẻ. Nữ ca sĩ cho biết cô không quan tâm những chuyện khác mà giữ lời hứa hát cho bà Phương Hằng nghe. Nữ ca sĩ còn khẳng định không cảm thấy giận bà Phương Hằng. Xung quanh câu chuyện này, đoạn clip cũ của con gái Phi Nhung đang được netizen đào lại. Theo đó, Wendy, con gái Phi Nhung chia sẻ cô từng thấy tủi thân vì không được cận kề mẹ từ bé. Cô bé cũng từng bật khóc kể về lần bị mẹ phủ nhận sự tồn tại của mình trên sân khấu. Năm tôi mười mấy tuổi, mẹ bắt đầu nuôi mấy em nhỏ. Có lần mẹ lên sân khấu và nói với khán giả rằng mẹ sẽ sống như vậy hoài, không lấy chồng và không sinh con. Lúc đó tôi ngồi dưới, tự dưng tôi bật khóc và cảm thấy rất buồn. Nhưng khi được chứng kiến tận mắt việc mẹ và các sư cô chăm sóc cho các em, tôi hiểu và không còn buồn nữa. Tôi còn cảm thấy vui vì mẹ làm một việc tốt. Phi Nhung cũng từng chia sẻ về việc giấu kín con cái bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm qua mẹ lặng lẽ nuôi con khôn lớn vì lời hứa với con. Con nói con muốn có một cuộc sống bình yên, một cuộc sống của một người bình thường nên mẹ đã tôn trọng sự lựa chọn của con. Nhưng hôm nay mẹ tự hào muốn khoe với khán giả về cô thủ khoa của mẹ. Đến hiện tại, giữa lúc chuyện cũ bắt đầu bị khui lại và bị bàn tán theo hướng tiêu cực, Phi Nhung cũng thẳng thắn đáp trả để bảo vệ con gái. Ai cũng có cuộc sống riêng cần được tôn trọng, đó là cuộc sống văn minh và trí thức. Thế nên Phi Nhung càng không có lý do để giải bày với mọi người về cuộc sống của mình. Còn trường hợp mọi người cần biết quá, tò mò quá thì con gái Phi Nhung còn đây, Phi Nhung cũng đang sống đây, lời của người trong cuộc chẳng lẽ không đáng tin bằng những đồn thổi. Tiếp đó, netizen tiếp tục khui lại chia sẻ của Hồ Văn Cường về Phi Nhung sau ồn ào bị tố bệnh ngôi sao hồi đầu năm 2021. Theo đó, Hồ Văn Cường cho biết cuộc sống mình thay đổi và có điều kiện hơn khi trở thành con nuôi của Phi Nhung. Nam ca sĩ được đi học mà không phải quan tâm đến học phí. Khi được hỏi về cách CDH, Hồ Văn Cường tiết lộ, việc cách CDH thì em cũng không muốn biết, em chỉ lo đi học với đi hát thôi, chứ mấy chuyện đó nhức đầu lắm. Vì vậy, em không có nhu cầu để biết. Khi đi hát thì cách C của em sẽ được quản lý nhận và bỏ vào thẻ. Hiện tại mẹ Phi Nhung đã lo lắng cho em rồi nên không muốn để mẹ tốn kém. Em hạn chế sử dụng những cái linh tinh. Trong trường em may mắn được hỗ trợ học phí, chỉ có tiền lặt vặt thôi. Nếu em cần thì em sẽ mở lời và mẹ cho. Em không giữ tiền riêng cho mình vì chưa đủ tuổi. Phi Nhung là nghệ sĩ nhận nhiều con nuôi nhất nhì V-Big. Cho tới thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ đang chăm sóc 22 bé. Phi Nhung có một con gái năm nay đã 29 tuổi, đang làm việc và sinh sống ở Mỹ. Trước đó vào tối 6 tháng 6, Phi Nhung gây chú ý khi tự quay một đoạn clip hát tặng bà Phương Hằng trên trang cá nhân kèm theo lời nhắn gửi. Bài hát này em hát từ trái tim của em, có dở hay cũng đừng chê em nha. Lần này chê em là em buồn chị thật. Chúc chị và anh Dũng và các fan của chị buổi tối vui vẻ ạ. Trong đoạn clip, Phi Nhung đã rất vui vẻ chia sẻ bày tỏ sự mến mộ, đồng cảm của cô đối với doanh nhân Phương Hằng và kênh YouTube Master Vui Vẻ. Không những thế, Phi Nhung tiết lộ quyết định chọn thể hiện ca khúc Đoạn Buồn Đêm Mưa vì biết nữ đại gia Phương Hằng rất yêu thích dòng nhạc Bolero. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip này của Phi Nhung đang thu hút nhiều sự quan tâm với hàng trăm ngàn lượt tương tác và hàng chục ngàn lượt bình luận. Đa số cư dân mạng tỏ ra bất ngờ và dành lời khen cho hành động này của giọng ca con gái của mẹ.